Sau đây là những tin chính sẽ phát trong bản tin ngày hôm nay. Kinh hoàng vụ cháy phòng trà ở Nghệ An, 6 người tử vong trong đêm. Phóng nhanh qua ngã tư, nam shipper bị ô tô tông lộn vòng. Phóng nhanh, hai nam thanh niên bay lộn vòng sau cú tông ngang xe cấp cứu tại ngã tư. Kinh hoàng vụ cháy phòng trà ở Nghệ An, 6 người tử vong trong đêm. Hơn 0 giờ ngày 15 tháng 6, bên trong phòng trà Phiêu nằm ở số 146 đường Đinh Công Tráng, thành phố Vinh, Nghệ An, phát ra những tiếng nổ nhỏ rồi ngọn lửa bùng lên, nhanh chóng bao trùm toàn bộ căn nhà. Ông Nguyễn Thanh Hà, 67 tuổi, bảo vệ trường mầm non Lê Mao, cách hiện trường hơn 5 mét, cho hay tôi nghe tiếng nổ, chạy ra thấy lửa khói nghi ngút, vội gọi cứu hỏa và một số người đến, xong đám cháy quá lớn nên không ai dám lại gần. Theo ông Hà, phòng trà có nhiều bàn ghế, vật dụng dễ cháy nên lửa bốc nhanh. Hiện trường là nhà ở kết hợp kinh doanh, gồm một tầng hầm và ba tầng nổi. Trong đó, tầng trệt được sử dụng làm phòng trà ca nhạc khoảng 3 năm nay, đã đóng cửa do dịch COVID-19, một phòng ngủ của nhân viên và gara ô tô, tầng 2 để trống, tầng 3 có phòng nghỉ cho thuê. Cảnh sát huy động 7 xe chuyên dụng, gần 100 cán bộ, chiến sĩ đến chữa cháy. Lúc này ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ khu vực tầng 1 và đang cháy lan lên các tầng trên. Chất dễ cháy trong tầng 1 rất nhiều, lửa bùng lên dữ dội, khói và khí độc lan khắp căn nhà khiến việc tiếp cận rất khó khăn. Khi cảnh sát tới hiện trường, các nạn nhân đã tử vong, một cán bộ tham gia chữa cháy cho hay. Theo ông Nguyễn Tam Kỳ, chủ tịch phường Lê Mao, vụ cháy khiến 6 người tử vong, trong đó thi thể gia đình 4 người gồm chồng, vợ đang mang bầu và hai con trong phòng ngủ tầng 1, hai mẹ con thuê trọ tử vong ở tầng 3. Hỏa hoạn lúc nửa đêm khiến nhiều người dân ở phố Đinh Công Tráng hoảng loạn, chạy ra đường kêu cứu vì sợ lửa cháy lan. Lúc này, cửa cuốn của phòng trà khóa bên trong nên cảnh sát phải phá dỡ cửa, cấu kiện xây dựng của căn nhà để cứu nạn, cứu hộ, đồng thời phun nước làm mát ngăn cháy lan sang các nhà lân cận. Đến hơn 2 giờ sáng 15 tháng 6, lực lượng chức năng khống chế được đám cháy. Bước đầu nhà chức trách nhận định, nguyên nhân gây hỏa hoạn có thể do chập điện. Cơ quan điều tra đang khám nghiệm hiện trường để kết luận nguyên nhân vụ cháy. Giám đốc Công an Nghệ An Phạm Thế Tùng có mặt tại hiện trường cho hay. Phóng nhanh qua ngã tư, nam shipper bị ô tô tông lộn vòng. Vụ việc được camera hành trình của chiếc ô tô ghi lại được và đăng tải lên mạng xã hội khiến dân mạng bàn tán xôn xao. Theo nội dung đoạn clip cho thấy, nam thanh niên shipper mặc áo hồng di chuyển xe máy đến ngã tư với tốc nhanh và thiếu quan sát. Tại đây, thanh niên này đã tông vào chiếc ô tô đang chạy thẳng. Cú tông mạnh khiến thanh niên ngã lộn nhào xuống đường, bay xa khoảng 2 mét, suýt chút nữa thì va đập vào cột đèn bên đường. Theo người chia sẻ bài viết cho biết thanh niên này bị thương khá nặng. May mắn sau cú va chạm, nam shipper vẫn được dậy được. Tài xế xe ô tô sau đó cũng đã dừng xe lại và bước xuống hỏi han tình hình của thanh niên shipper. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. Phóng nhanh, hai nam thanh niên bay lộn vòng sau cú tông ngang xe cấp cứu tại ngã tư. Sự việc được ghi lại xảy ra tại ngã tư đường Lý Thái Tổ, Đồng Khởi thuộc phường Phú Chánh, TX, Tân Uyên, tỉnh Bình Dương vào chiều ngày 12 tháng 6. Theo đó, hai nam thanh niên không mũ, chở nhau trên xe máy Seychier mang biển kiểm soát 67E1469.36 lưu thông với tốc độ cao trên đường hướng Hòa Phú đi khu công nghiệp Kim Huy. Khi tới ngã tư giao với đường Đồng Khởi thì tông ngang xe cấp cứu di chuyển đường Đồng Khởi hướng Võ Văn Kiệt đi Nguyễn Văn Linh. Cú tông mạnh khiến hai nam thanh niên trên xe máy lộn vòng, bay lên không trung trước khi văng xuống đất. Hai nam thanh niên bị thương rất nặng, sau đó được người dân đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường xe máy vỡ nát, xe cấp cứu biến dạng phần sườn xe bên trái,